thầy sau đây giới thiệu các bạn đây món tôm sống chấm mùi tạt. Tôm sống tạt với mắm đúng không? Đúng rồi. Tôm sống tạt với mắm. Nè, quay nguyên tôm rồi đó. Rồi chấm đi. Thôi, tôm thử. Chấm cho chấm mùi tạt nha. Chấm đây nè. Mùi tạt. Thôi, bên đây nè, bên đây nè. Mùi tạt cay ngõ ghê. Thôi, bên đây nè, bên đây nè. Mời chị. Ok, bên đây nè, đó. Thứ ơi, cái này quá trời xưa rồi. Tại giờ ta ăn mà tuột không? Giờ mà ăn mà tuột không à? Trời, con Nguyên nó ăn mà tuột, mày nhớ không? Mà tuột bình thường mà. Tuột sống. Ngon mà. Ăn mà tuột. Ngon. Thì chưa thấy ta mà tuột sống à? Thì chưa thấy rồi.